vụ vác rượu chặn xe tải, hành hung tài xế, bắt nóng ba đối tượng. Công an Bình Dương đã bắt giữ ba trong số những đối tượng liên quan đến vụ chặn xe tải, dùng hung khí tấn công tài xế khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, nạn nhân cho hay đã tự bỏ tiền sửa chữa xe và không có ý định tố cáo các đối tượng vì sợ trả thù. Chiều mùng 9 tháng 3, Công an thành phố Thuận Giao, Bình Dương thông tin, ba trong số các đối tượng liên quan đến vụ tấn công tài xế xe tải đã bị bắt giữ gồm Hồ Thái Ngân, 28 tuổi, Lý Đại Kiểm, 21 tuổi và Vương Minh Hưng, 25 tuổi. Ba người này được xác định có hành vi phá hoại tài sản và đánh người. Làm việc với công an, các đối tượng khai, khi cả nhóm đang ngồi nhậu bên đường, thì xe tải đi qua bấm coi lớn dẫn đến bức xúc và đuổi theo để dàn mặt. Trong khi đó, nam tài xế xe tải cho biết, sau khi bị tấn công, anh đã liên hệ với chủ xe để tư vấn hướng xử lý. Tài xế chỉ bị thương nhẹ nên tự đưa xe đi sửa chữa, không có ý định tố cáo các đối tượng vì sợ ảnh hưởng sau này. Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nhóm đối tượng chặn xe giữa đường rồi đập phá, hành hung tài xế, người đi đường sợ hãi trước sự manh động của nhóm đối tượng này. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông trong nhóm khoảng 7 người đã cầm rửa cán dài đập nát kính xe tải rồi lao vào trong cabin hành hung tài xế. Phía bên trái cửa cabin cũng bị đập bề kính, hai đối tượng khác leo lên rồi đưa hẳn người vào trong cabin hành hung tài xế nhiều người chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì nhóm này quá liều lĩnh và manh động sau khi tấn công tài xế nhóm người này nhanh chóng leo lên xe máy của đồng bọn rồi rời đi vụ việc xảy ra trên đường thủ khoa huân đoạn thuộc khu phố hòa lân một phường thuận giao thành phố thuận an bình dương